chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, đề xuất đơn giản cắt giảm hoặc bãi bỏ 43 trên 98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 ngành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đạt tỷ lệ 44%. Đây là kết quả có được trong quá trình rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp có thể lên đến 60% thay vì 44% như đề xuất. Công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã lan đến từng bộ ngành và làm thế nào để công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh này đi vào thực chất, đúng với kỳ vọng của doanh nghiệp. Nội dung trên sẽ tiếp tục được làm rõ trong vệt đề tài về cắt giảm điều kiện kinh doanh trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp, cắt giảm điều kiện kinh doanh, các bộ vào cuộc, phần 4. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong cuộc họp tổng kết công tác tư pháp quý 1 năm 2018 được tổ chức mới đây, đại diện Bộ Tư pháp cho biết Bộ đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018, hoàn thành việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 gửi Bộ Nội vụ và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ cũng đã rà soát, đơn giản hóa, đề xuất cắt giảm hoặc bãi bỏ 43 trên 98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 ngành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đạt tỷ lệ 44%. Như vậy, công tác rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh của bộ ngành đang theo sát với lộ trình mà Chính phủ đề ra. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Tư pháp đã khẩn trương chỉ đạo rà soát danh mục và nghiên cứu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Cụ thể, Bộ Tư pháp có 7 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp với 98 điều kiện kinh doanh tại 6 luật và 4 nghị định. Về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã rà soát và đề xuất đơn giản cắt giảm hoặc bãi bỏ 43 trên 98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 ngành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đạt tỷ lệ 44%. Bộ cũng đã có ý kiến đối với 71 thủ tục hành chính tại 18 đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo. Trong đó, đề nghị sửa đổi 57 thủ tục không hợp lý, chiếm 82,28% tổng số thủ tục hành chính quy định tại các đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản. Thì chúng tôi cho rằng là đi kèm với các điều kiện về cắt giảm, các đề xuất về cắt giảm các cái điều kiện hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thì chúng tôi đã có một cái đề xuất rất cụ thể là sửa đổi điều nào trong các cái luật mà liên quan tới cái điều kiện hành nghề của các đối tượng này và sửa đổi những quy định nào của cái nghị định hoặc là các cái văn bản liên quan đối với các cái điều kiện vậy. Do vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là với một cái lộ trình cũng như một cái bước đề xuất, cái cách tiếp cận rất là rõ ràng như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ không có cái chuyện là có thể lồng ghép vào để mà cắt giảm theo cái hướng là như là không thực chất, như là có thể là có cái như vậy. Qua kiểm tra thì cho thấy các quy định về điều kiện kinh doanh của hai bộ mà tổ công tác đã kiểm tra, đó là Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Đào tạo, thì cũng đã được công khai các cơ quan báo chí. Thế nhưng mà chúng ta cũng nói một điều ấy là các bộ cũng rất tích cực và trách nhiệm trong vấn đề rà soát để cắt bỏ các điều kiện kinh doanh, rà soát và cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết. Tuy nhiên, trước đề xuất về việc cắt giảm 44% số lượng điều kiện kinh doanh mà Bộ Tư pháp quản lý, nhiều chuyên gia cho rằng con số này có thể lớn hơn. Theo các chuyên gia, số lượng điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp nếu tiếp tục được rà soát sâu và rộng hơn nữa thì có thể cắt giảm được đến 60%. Bởi có những ví dụ rõ ràng minh chứng cho việc điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp có thể cắt giảm sâu hơn nữa. Ví dụ, với hoạt động trọng tài thương mại, không cần bất kỳ điều kiện gì với trọng tài viên, vì khi hai bên chấp nhận lựa chọn người làm trọng tài thì họ sẽ không bao giờ lựa chọn người không tốt nghiệp đại học, không có trình độ, vì lợi ích của chính họ. Chính vì vậy, điều kiện kinh doanh đặt ra là không cần thiết. Hoặc, nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp không phải là ngành nghề kinh doanh, nhưng hoạt động trọng tài thương mại là một hoạt động phi lợi nhuận. Rõ ràng, việc đã rà soát và đã đề xuất phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp là đáng hoan nghênh. Nhưng riêng về điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, đồng tình với ý kiến cho rằng
Bộ cần tiếp tục rà soát, ngoài các quy định chung chung, không rõ ràng, cần loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Những vấn đề nào thị trường có thể điều chỉnh thì nhà nước không cần can thiệp. Thụy Điển vào năm 1980 nó có vấn đề thực trạng về pháp luật như ta, có nghĩa là thế này, nó nói này. Chính phủ chả biết là hiện nay có bao nhiêu quy định đã được ban hành và thực thi ở Thụy Điển. Không biết bao nhiêu cái còn hiệu lực tác động như thế nào. Thì họ làm một cái như thế này chúng ta có dám làm không? Họ bãi bỏ toàn bộ các quy định, bãi bỏ 100% về Thụy Điển. Và họ cho thời hạn 3 tháng để các bộ ngành đăng ký lại quy định. Anh hiện hữu, tức là đăng ký lại. Đăng ký lại qua một cái ủy ban rà soát và ông nào không kịp đăng ký hoặc đăng ký thiếu thì có nghĩa rằng những quy định đấy đương nhiên hết rồi, có nghĩa là họ đương nhiên bãi bỏ toàn bộ hệ thống pháp luật và làm lại từ đầu qua cái cơ chế đăng ký. Thì đây là tài liệu của OECD, thôi thì ví dụ mà tôi cho rằng là đâu đó gợi ý một cái cách làm mới. Ngay cả vấn đề quy định các điều kiện kinh doanh mang tính không lượng hóa được, ngay cả dùng những cụm từ câu từ, ngay cả sức khỏe tốt, rồi có ý thức trách nhiệm liêm khiết, rồi có sức khỏe đảm bảo hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư, hoặc là ngay cả vấn đề trụ sở văn phòng có diện tích đảm bảo cho hoạt động, việc lưu trữ và thuận tiện cho khách hàng, tất cả những điều kiện như vậy nó không lượng hóa được. Thì các bộ cũng đã tiếp thu ý kiến trong tổ công tác, thì tới đây sẽ yêu cầu phải rà soát, cắt bỏ và lượng hóa cụ thể. Cái gì lượng hóa được thì đưa vào, không lượng hóa được thì cắt bỏ. Đấy, tinh thần chúng ta cũng thấy như vậy. Có thể khẳng định rằng cái lĩnh vực bổ trợ tư pháp thì cái điều kiện, chúng tôi không gọi là điều kiện kinh doanh mà thường gọi là điều kiện hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành nghề luật sư, hành nghề công chứng. Do tính đặc thù về cái loại hình dịch vụ này và nó được điều chỉnh bằng những cái quy định pháp luật chung và pháp luật riêng của trong từng lĩnh vực của trợ tư pháp, luật công chứng, luật luật sư, pháp luật về thừa pháp lại, rồi thì luật đấu giá tài sản, chứ nó không phải là một cái loại hành nghề mà theo cái đăng ký hoạt động hoặc là cái tiêu chuẩn hành nghề theo cái luật doanh nghiệp. Do vậy có thể khẳng định rằng các cái điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp thì nó không phải là một cái giấy phép con tiếp theo cái giấy phép của mà được doanh nghiệp cấp phép thành lập theo luật doanh nghiệp. Và tất cả những cái luật trong cái lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong quá trình xây dựng thì nó cũng được xây dựng trong cái thời gian gần đây. Do vậy mà trong cái bối cảnh mà cải cách hành chính cũng như cắt giảm điều kiện kinh doanh đang rất là rầm rộ và đang rất quyết liệt từ cái chỉ đạo của chính phủ cũng như của quốc hội. Do vậy mà khi xây dựng các cái luật này thì chúng tôi cũng đã tích hợp tất cả những cái điều kiện này để cho nó đảm bảo cái mức tối thiểu và đáp ứng cái yêu cầu của pháp luật, chứ không có cái quy định quá nhiều điều kiện đối với các cái tổ chức này. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp hết sức quan tâm tới một số nhiệm vụ như công tác đào tạo cán bộ kế cận, công tác thi hành án dân sự. Nhiệm vụ được giao trong các vụ kiện, tranh chấp quốc tế, xây dựng hàng rào kỹ thuật, bảo vệ sản xuất trong nước, kiểm soát tốt hơn các chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, tham gia củng cố hệ thống tư pháp địa phương, công tác giáo dục pháp luật, công tác quản lý nhà nước về luật sư. Cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh nhằm thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp là trọng tâm của chính phủ trong những năm gần đây. Liên tục từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2017, chính phủ đã ban hành 5 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ ít nhất 1/3 đến 1/2 các điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Và nay là yêu cầu cụ thể hơn, đó là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh trong nghị quyết 01 ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đến hết quý 1 năm 2018, các bộ ngành đã vào cuộc một cách rốt ráo và hy vọng với đà này, mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh trong năm nay mà chính phủ đề ra sẽ thực hiện được. Nỗ lực của các bộ ngành trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chính phủ và lãnh đạo các bộ đều thống nhất rằng việc cắt giảm điều kiện kinh doanh là cần thiết, nhưng cắt giảm điều kiện kinh doanh không có nghĩa là mở toang cửa mà vẫn phải bảo vệ quốc phòng, an ninh, sức khỏe của người dân, bảo vệ môi trường. Nhưng không vì lý do đó mà đưa ra những rào cản hữu hình, vô hình, phải cắt giảm thực sự. Tất nhiên chúng tôi cũng chưa nói là 675 cái điều kiện đăng ký kinh doanh đã là cái cuối cùng mà chúng tôi vẫn sẽ làm trong cái tiến trình chung đó để giả soát chung. Thì báo cáo với Bộ trưởng cũng kính những ý đồng chí là báo cáo lại với Thủ tướng, đấy là cái quan điểm xuyên suốt của Bộ Công Thương, chúng tôi sẽ tiếp tục làm và làm một cách rất là công khai, minh bạch, trong sáng
và cũng rất là cầu thị và theo đúng cái nghĩa là đúng với thực tiễn, yêu cầu của thực tiễn, nhưng đồng thời có cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý chứ không phải là lầm bậy. Bởi vì chúng ta cũng phải khẳng định một điều, chúng ta không thể chạy theo thành tích để đơn giản là để lấy cái thành tích chính trị để nói là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng mọi giá, mà chúng ta phải cân đối và đảm bảo được những cái yêu cầu của đất nước trong cái quản lý nhà nước, và nhất là trong giai đoạn hội nhập này. Đưa những điều kiện này mà trước kia là điều kiện cho ông ẩn đi bằng cái câu từ mà lại đưa vào cái là ông quản lý này, ông làm cái quản lý kia vân vân, thì cái đấy cũng là một cái nằm trong giả soát. Và các ông chị không được đưa những phần này kia vào những tiêu chuẩn của ngành để anh đặt ra điều kiện anh lại đi kiểm tra kiểm soát cái phần đó, lại thêm một cái thủ tục, thì hướng là sẽ không có cái chuyện như thế. Và cái này cũng rất quan trọng, phải là lại có tham vấn với lại các cộng đồng doanh nghiệp và những cái người mà người ta sử dụng các cái luật pháp, cái quy định này để trong kinh doanh cho nó có tương tác. Tôi hy vọng là sau khi cái rà soát chủ động cộng với lại các ý kiến của VCCI cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp thì nó sẽ tác động tích cực là nó đi vào thực tế. Rõ ràng, việc cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong năm 2018 là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng với những thực tế ghi nhận được từ phía chuyên gia, từ cộng đồng doanh nghiệp, thì sau nỗ lực cắt giảm điều kiện của Bộ Công Thương, mong rằng những cắt giảm tiếp theo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp hay Bộ Giao thông Vận tải sẽ đi đúng vào thực tiễn vướng mắc của doanh nghiệp, gỡ khó, gỡ khổ đúng nghĩa cho doanh nghiệp. Có thể nói năm ngoái là một năm thành công của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, được thể hiện ở việc Việt Nam đã tăng được khá nhiều bậc trong bảng xếp hạng Doing Business của Ngân hàng Thế giới. Cùng với đó, nhìn chung trong khu vực châu Á, chúng ta thấy được Việt Nam vẫn là một mảnh đất thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài, bởi vì các nhà đầu tư đang thấy được những cải thiện rõ nét trong môi trường kinh doanh, như hiện nay các thủ tục hành chính đang dễ dàng hơn rất nhiều, chi phí gia nhập thị trường cũng thấp hơn nhiều, các doanh nghiệp gia nhập vào thị trường cũng dễ hơn. Chính vì vậy mà năm ngoái có đến hơn 130.000 doanh nghiệp mới được thành lập ở Việt Nam. Theo tôi thì cần phải cải thiện một cách thực chất về để đem đến cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, mà tập trung vào những cái cải cách về thủ tục hành chính, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện về những cái thể chế mà ở địa phương là những cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trong 10 cái chỉ số về môi trường kinh doanh thì cũng phải thấy rằng là chỉ số về khởi sự kinh doanh của chúng ta là chỉ số mà chúng ta có cái thứ hạng gần như là thấp nhất, và chúng ta đang đứng cuối bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Và cái chỉ số này đúng là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta đang làm giảm đi, hoặc là chúng ta đang làm gọi là nản đi cái tinh thần khởi nghiệp. Chính vì thế mà thời gian tới đây thì chính phủ đã đặt ra cái mục tiêu là chúng ta cần phải cải thiện cái thứ hạng về cái khởi sự kinh doanh tăng lên khoảng độ 40 bậc. Và với những cái thay đổi, ví dụ như là chúng ta đã thay đổi về con dấu này, hay những cái thay đổi về đăng ký khi mà doanh nghiệp thông báo lại chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho là cái hoạt động về khởi sự kinh doanh tốt hơn, và cái chỉ số khởi sự kinh doanh tốt hơn, và cái tinh thần khởi nghiệp cũng như là cái khuyến khích người dân thực hiện cái hoạt động khởi nghiệp thì tốt hơn. Trong hơn một năm vừa rồi thì đã có những thay đổi rất lớn, chẳng hạn như toàn bộ điều kiện kinh doanh trước đây vốn chất lượng chưa cao, quy định ở hàng ngàn thông tư, thì hiện nay đã được bãi bỏ và nâng cấp lên thành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh. Quá trình soạn thảo các quy định pháp luật từ luật, nghị định của chính phủ vừa rồi thì cái việc rà soát, cái việc đánh giá, cái việc phân tích các điều kiện kinh doanh, tôi đánh giá rằng là cũng được tiến hành một cách rất là cẩn trọng và rất là kỹ lưỡng. Tất nhiên thì không phải bộ ngành nào cũng đi nhanh, nhưng mà chúng ta đã thấy những cái tín hiệu để có thể tin tưởng rằng là đây là một tiến trình mà chắc là không bộ ngành nào có thể đứng ngoài hay không có thể đảo ngược. Và chúng tôi cũng biết rằng là Thủ tướng Chính phủ rất sốt ruột về thực trạng này, và tổ công tác của Chính phủ thì cũng đã có một kế hoạch rất là cụ thể để làm việc với từng bộ ngành, từng lĩnh vực khác nhau. Thì chính sự rốn ráo như vậy có thể là tiền đề để chúng ta tin rằng năm 2018 này sẽ có những chuyển động thực chất và mạnh mẽ việc cải cách điều kiện kinh doanh. Tôi chỉ nói về bỏ là đương nhiên, nhưng tôi muốn dùng cái từ ở đây là sẽ phải là cắt xén. Và tôi như hôm trước ai lập tít là chặt chém quy định, có nghĩa là chúng ta đừng có không chỉ chặt chém điều kiện kinh doanh mà phải chặt chém quy định. Và cái chặt chém quy định này thì nó phải được thực hiện, không thể từ dưới lên, có nghĩa là giao cho các bộ tự rà soát và tự làm. Và tôi cho rằng là cần phải thành lập một cơ quan độc lập có chức năng là chặt chém quy định hoặc là cắt xén quy định. Và ghi rõ chức năng chính là cắt xén quy định như ở
Hàn Quốc, như ở Thụy Điển, như ở Úc, như ở Anh, vân vân. Đó đúng là tên anti regulation, gọi là chặt chém quy định của Hàn Quốc vào năm 1999-2000. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Thế Anh ở Vĩnh Phúc có hỏi: em làm dịch vụ sửa chữa điện lạnh và hiện nay thì em chưa đăng ký kinh doanh. Em chỉ nhận làm sửa chữa ở các hộ gia đình nên chưa cần phải xuất hóa đơn. Tuy nhiên thì trong thời gian tới em đang tính ký hợp đồng bảo trì máy lạnh với một ngân hàng, nên em muốn hỏi là em muốn làm một con dấu vuông có ghi thông tin cơ sở, địa chỉ nhưng không có mã số thuế để làm hợp đồng em có thể đóng dấu vào. Thì như vậy em có vi phạm pháp luật hay không? Và em có được sử dụng mẫu dấu vuông này khi không đăng ký kinh doanh hay không? Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Trong câu hỏi bạn đặt ra thì tôi được biết là bạn hiện nay đang làm cái dịch vụ sửa chữa điện tử điện lạnh cho các hộ gia đình, các cá nhân với tính chất là rất là đơn lẻ. Và vì vậy thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái con dấu hình vuông, trong đó bạn ghi rõ các cái thông tin, ví dụ như là tên bạn, số điện thoại để đóng dấu trên các cái giấy tờ mà bạn cung cấp cho khách hàng để cho khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bạn. Tuy nhiên, theo tôi, để thực hiện cái việc kinh doanh của bạn, như bạn nói là bạn muốn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho một ngân hàng, thì đối khi bạn làm việc với các cái cơ quan này thì bạn sẽ cần phải xuất hóa đơn cho họ đối với các cái dịch vụ mà bạn cung cấp cho họ. Chính vì vậy, theo tôi, bạn có thể lựa chọn hai hình thức. Đó là: một là thành lập hộ kinh doanh cá thể, và thứ hai là bạn thành lập doanh nghiệp. Đối với cái hình thức là hộ kinh doanh cá thể thì bạn sẽ phải làm thủ tục tại Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện nơi bạn có trụ sở chính, hay chính xác là nơi bạn đang ở. Và đối với cái trường hợp này thì bạn chỉ có thể xuất hóa đơn trực tiếp theo cái quy định của cơ quan thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể. Trường hợp thứ hai là bạn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, thì bạn cần phải làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi bạn dự định đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, và bạn sẽ phải thực hiện cái thủ tục là đăng ký mẫu dấu đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan công an. Và khi bạn thành lập doanh nghiệp thì bạn cũng sẽ được cấp mã số thuế, và đến lúc đó thì bạn cũng sẽ có quyền phát hành cái hóa đơn cho những cái đối tượng mà bạn cung cấp dịch vụ cho họ. Thế như vậy nó mới đúng quy định của pháp luật. Và tôi hy vọng rằng là bạn sẽ có một cái lựa chọn phù hợp để cho cái công việc kinh doanh của mình được phát triển tốt hơn. Cảm ơn. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.